Xin kính chào tất cả các cô bác anh chị. Hôm nay theo lịch, bác Simon sẽ có một cái buổi livestream chia sẻ về cách lựa chọn và sử dụng canxi thế nào cho đúng. Vì lý do là hôm nay rất là nhiều người hỏi về canxi, đặc biệt là canxi sử dụng như thế nào, chọn lựa canxi loại gì uống để cho nó đúng. Và bác Simon nhận được những cái câu hỏi này, bác Simon mới nhận ra là hiện tại rất là nhiều cô chú ở đây cũng quan tâm về sức khỏe của mình và cũng đã bắt đầu là biết chọn lựa những cái biết những cái loại mình cần thiết để bổ sung. Tuy nhiên thì đối với canxi á, nó sẽ có nhiều cái dạng canxi, là cái nhất, cái hai là cái cách uống canxi nó cũng rất là quan trọng. Vì vậy mà bác sĩ Minh quyết định làm cái livestream này để chia sẻ cho các cô bác anh chị hiểu rõ hơn về cái việc mà những cái loại canxi hiện có và cách chúng ta chọn lựa canxi cũng giống như là sử dụng canxi như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì đôi lúc nếu như mà các cô bác anh chị chọn sai canxi hoặc là chọn cái canxi mà nó hấp thu kém và cái thời gian sử dụng nó lại không đúng nữa thì rất là nhiều nguy cơ khả năng là nó sẽ lắng đọng ở thận, nó gây ra sỏi thận và có thể lắng đọng ở đường ruột, nó gây những cái sỏi ruột gây tắc ruột và lắng đọng ở mặt gây ra sỏi mặt. Đó là những cái nguy hiểm mà do cái việc mà chúng ta uống nó không đúng thời điểm hoặc là cái việc mà chúng ta chọn lựa canxi nó chưa đúng. Rất là nhiều người người ta chọn lựa canxi dựa vào cái hàm lượng canxi. Có trường hợp người ta thấy canxi cao thì người ta nghĩ là sẽ rất là tốt, càng cao sẽ càng dễ hấp thu nhiều và sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên đây cũng là một quan điểm gọi là chưa có đúng hoàn toàn, tại vì cái canxi hấp thu nó còn phụ thuộc vô cái dạng canxi nữa. Nên rất là mong thông qua buổi livestream hôm nay, bác sĩ Minh sẽ có thể giúp các cô bác anh chị hiểu rõ hơn về canxi cũng giống như là cách mà chúng ta lựa chọn cũng như là sử dụng canxi như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe. Thì nếu như các cô bác anh chị nào đã vào livestream rồi, có thể giúp bác sĩ Minh là comment để bác sĩ Minh biết là các cô bác anh chị nghe rõ cũng giống như là cái đường truyền internet nó tốt để khi mà chúng ta bước vào buổi livestream chúng ta có thể mà nghe được đầy đủ hết tất cả những cái thông tin mà bác sĩ Minh chia sẻ nha. Rồi. Chào chị Hoa. Chào cô Xanh. Chào cô Mai. Chào cô Thư Trang. Chào chú Quang. Chào chị Nhã Lý, chào cô Nhã Lý. Chào anh Tài. Chào cô Sĩ Hà. Chào cô Mã Nữ, chào cô Đặng Hoa, chào cô Nga Hoàng, chào cô An Diệu. Ôi, rất là nhiều người nghe rõ ha. Rồi bây giờ các cô bác anh chị giúp bác sĩ Minh nha, là share cái livestream này để cho nhiều người có thể xem được cái livestream và biết cách sử dụng canxi cho nó đúng, đặc biệt là những người thân trong gia đình chúng ta. Cái việc mà bây giờ ai cũng có nhu cầu, người lớn trẻ nhỏ cũng có nhu cầu cái việc mà sử dụng canxi hết, nên cái này nó rất là cần thiết cho tất cả mọi người biết về cái cách chọn lựa canxi cũng giống như là thời điểm và cách chúng ta uống như thế nào cho nó đúng cũng rất là quan trọng. Thì cái này đối với những cái người mà lớn tuổi, đặc biệt là những cái người mà ăn uống kém á, nó sẽ rất là quan trọng, là tại vì rất là đặc biệt là uống nước ít á, rất là nguy cơ nó sẽ dễ lắng đọng, nó gây ra những cái sỏi và nó làm cho xuất hiện những cái bệnh lý mà không mong muốn nữa. Nên cái buổi livestream này sẽ giúp cho các cô bác anh chị có một cái nhìn nó đúng hơn, tổng quát hơn để có thể mà tránh tình trạng đó nó xảy ra nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt vào vào buổi livestream. Thì đầu tiên để bắt đầu vào buổi livestream, bác sĩ Minh sẽ nói cho các cô bác anh chị hiểu rõ hơn một chút xíu về canxi nha. Tại vì rất là nhiều người trong chúng ta chỉ giống như hình dung trước giờ cái kiến thức của mình á, mình biết về canxi là biết tới xương đúng không, nhưng mà canxi á nha nó còn tạo ra răng của chúng ta nữa đó. Thì canxi cho là một cái nguyên tố nó rất là quan trọng và cần thiết cho cơ thể chúng ta, đặc biệt nó chiếm phần lớn, 99% nó sẽ nằm ở trong gân và xương của chúng ta nha. Các cô bác anh chị nhớ cái điểm này nha, 99% nó là sẽ nằm ở trong răng và xương của chúng ta, còn lại 1% nó sẽ nằm ở trong máu, tức là nó sẽ nằm ở trong những cái mạch máu chúng ta và nó tham gia vào những cái quá trình khác của cơ thể. Vì vậy thường chúng ta sẽ nói đến canxi chúng ta sẽ nghĩ ngay tới để cho xương chắc khỏe, để cho răng chắc đúng không, là cái đầu tiên. Bên cạnh đó thì canxi nó còn tham gia vào cái quá trình co giãn mạch máu, tham gia vào cái quá trình co bóp của cơ, đặc biệt là cơ tim, và tham gia vào cái quá trình đông cầm máu.
đông cầm máu có nghĩa là sao? Là bình thường chúng ta đứt tay một hồi các cô bác anh chị thấy nó cầm lại, thì đó gọi là cái quá trình đông cầm máu. Thì cái này canxi nó là cái yếu tố số 4 trong các yếu tố đông cầm máu, được chưa? Rồi canxi nó cũng tham gia vào cái việc tạo ra những cái dẫn truyền thần kinh. Vì vậy đối với những cái trường hợp mà bị hạ canxi máu, chúng ta sẽ thấy có những cái biểu hiện như là bàn tay co vấp hay bàn tay đỡ đẻ, đó là cái những biểu hiện có liên quan tới cái thiếu canxi mà ảnh hưởng tới thần kinh của chúng ta. Ngoài ra nó cũng tham gia vào cái việc mà tạo ra hay là bài tiết những cái nội tiết tố đó. Cái 1% còn lại nó rất là quan trọng mà cũng ít người để ý, cũng giống như là thường các cô bác anh chị sẽ ít chú ý đến cái vấn đề này. Nên buổi này, trong buổi livestream hôm nay, bác sĩ Minh sẽ nói tất cả những cái triệu chứng của cái dấu hiệu bị thiếu canxi hay hạ canxi, không phải chỉ riêng ở xương, để cho các cô bác anh chị có thể hình dung và mình nhận biết được là những cái biểu hiện nào, những cái dấu hiệu nào mà mình có biểu hiện hạ canxi nha. Ở đây nếu như các cô bác anh chị nào đã từng có hạ canxi hoặc là đã từng có những cái biểu hiện mà được chẩn đoán hạ canxi thì có thể comment trước để cho chút xíu á, khi mà mình chia sẻ tới phần này, bác sĩ Minh sẽ có thể giải thích hay là nhấn mạnh hơn những cái điểm đó để cho những cái cô bác anh chị khác chú ý, được chưa? Rồi thì tiếp theo á là về nói về cái gân với xương trước nha, tức là vai trò của canxi đối với sức khỏe. Thì đối với xương và gân thì nó sẽ giúp cho cái việc mà xương của chúng ta chắc khỏe hơn. Nếu vậy thì trong cái quá trình phát triển của xương thì nó sẽ cần có canxi để nó giúp cho cái quá trình tạo xương nó được tốt nè. Nếu như canxi chúng ta bị thiếu thì dẫn tới xương chúng ta nó sẽ, cái mật độ xương nó sẽ bị giảm và dễ tới dẫn tới loãng xương và gãy xương. Ở trẻ em nó sẽ có những cái biểu hiện của thiếu canxi, ví dụ như những cái biến dạng về xương như là biến dạng cột sống, gù quẹo cột sống, đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của thiếu canxi, được chưa? Thì ở đây đầu tiên bác sĩ Minh sẽ cho các cô bác anh chị coi một cái hình ảnh mà nó biểu hiện rất là rõ của cái dấu hiệu thiếu canxi nha, và một cái bệnh lý mà đặc biệt những người cao tuổi cần phải chú ý giùm bác sĩ Minh liên quan tới cái việc xương á, liên quan tới cái việc thiếu canxi. Đây đầu tiên nha, đợi bác sĩ Minh một phút nha, bác sĩ Minh chia sẻ cái hình này cái nha. Đây các bác anh chị thấy không, đây là một cái cấu trúc xương đùi, đây là cái xương đùi của chúng ta nha, đây là cái cổ xương đùi nè, đây là cái chõm xương đùi và đây là cái xương đùi của mình. Thì hai bên, một bên á, là canxi nó được cung cấp đầy đủ hay là một cái người đủ canxi, và một bên là cái người mà nó bị thiếu canxi, được chưa? Các cô bác anh chị thấy một bên á, cái mật độ xương nó rất là dày, rất là chắc, thì đương nhiên cái khả năng bị gãy hay khả năng mà nó bị vỡ, bị bể đi, nó sẽ khó hơn rất nhiều so với một bên mà nó bị lỏng lẻo, nó bị mỏng hoặc là nó bị lỗ như vậy nè. Đó, nên những cái xương mà nó bị lỗ lỗ hay là nó bị thiếu canxi á, nó sẽ rất là dễ bị gãy, được chưa? Đây là một trong những cái nguyên nhân nó gây gãy xương. À, thiếu canxi nha, biến chứng của nó chính là loãng xương và gãy xương. Thì thường khi mà chúng ta biểu hiện, tức là chúng ta có cái bệnh lý hay là xuất hiện gãy xương rồi, thì sau đó chúng ta mới quay trở ngược lại, chúng ta mới phát hiện loãng xương, rồi sau đó chúng ta mới quay trở ngược lại nữa, chúng ta mới phát hiện thiếu canxi. Vậy ngay từ đầu cái nguyên nhân cốt lõi, cái nguyên nhân gốc rễ là do cái tình trạng thiếu canxi, thì chúng ta nên bổ sung canxi để tránh cho cái này nó xảy ra, được chưa? Đó là cái đầu tiên mà hình ảnh về cái loãng xương mà chúng ta cần thấy nha. Và cái biến chứng thứ hai đó là một cái cũng rất là nguy hiểm và rất là thường gặp ở những người lớn tuổi. Đợi bác sĩ Minh một phút nha, bác sĩ Minh share cái hình cái. Đây các cô bác anh chị thấy không, đây chính là cái hình ảnh cái xương đùi hồi nãy nè, các cô bác anh chị thấy không. Thì ở người lớn tuổi nó sẽ hay có hai cái bệnh biến chứng mà thường gặp nhất về gãy xương của cái tình trạng giảm canxi hay là loãng xương, đó chính là gãy cổ xương đùi và gãy liên máu chuyển. Ở cái hình đầu tiên là cái hình gãy cổ xương đùi, đây ngay cái vùng cổ của cái xương đùi nè nó bị gãy. Thứ hai là gãy liên máu chuyển, là giữa hai cái này nó có những cái máu chuyển lớn và máu chuyển bé. Các cô bác anh chị cứ hình dung dễ hiểu là vậy đi, thì chỗ này mình cũng sẽ bị gãy. Thường gặp ở những cái người lớn tuổi, đặc biệt là những cái người mà thường hay bị chợt té nè, đặc biệt là chúng ta đi những nơi trơn trượt như là nhà tắm hay là đi lúc trời mưa đó, sau khi chợt té mà chúng ta đập cái vùng mông xuống đất
thì sau đó chúng đứng lên chúng ta vẫn cử động được nha, nhớ là vậy, chúng ta vẫn cử động được. Tuy nhiên cái bàn chân đó chúng ta thấy là chúng ta hay bị ngã ra ngoài, và chúng ta thấy những cái vết bầm ở trên cái vùng mông hay cái vùng đùi ngay cái chỗ té đó, thì rất là nhiều khả năng là chúng ta đã bị gãy liên mốt chuyển hay là gãy cổ xương đùi. Chỗ này các cô bác anh chị nào mà lớn tuổi cần phải chú ý giùm bác sĩ Minh, là đặc biệt cần phải đi đứng cho nó thật là chắc chắn nè, kèm theo đó là phải thường xuyên chú ý những cái nơi trơn trượt để tránh cái này xảy ra nha. Thường là mình ở cái độ tuổi 70, 80 đó là mình rất là dễ xảy ra những cái vấn đề này. Còn những cái cô, những cái anh chị, cô chú nào mà 40, 50, 60 tuổi thì mình nên chú ý những cái vấn đề này, đặc biệt là khi mà mình bổ sung canxi nó sẽ giúp ngừa được những cái biến chứng gãy xương vậy, được chưa? Đó, những cái này là một trong những cái biến chứng liên quan tới hạ canxi, giảm canxi dẫn tới loãng xương và đưa đến cái tình trạng gãy xương. Đó, được chưa? Chỗ này chú ý giùm bác sĩ Minh hai cái biến chứng này nha. Rồi tiếp theo mình sẽ nói đến cái vấn đề biến chứng của cái liên quan tới cột sống. Đây cũng là một cái hình biến chứng liên quan tới cột sống mà rất là nhiều người hiểu lầm cái này nè. Thường đi đến chỗ bác sĩ Minh á, bác sĩ Minh thường sẽ nói rất là nhiều, rất là kỹ cái vấn đề này để cho các cô bác anh chị có thể hình dung được. Để bác sĩ Minh một chút nha, tiếp tục một có một cái hình nữa. Đây. Đây người ta gọi là gãy lún. Thì ở đây á đã có khoảng chừng 6 cô, bác sĩ Minh gặp 6 6 cô chú á, là bị gãy lún đốt sống do cái mình chợt té và mình ngồi đập cái mông xuống đất á, rồi sau đó đập mông xuống nha, sau đó là mình đau nhiều ở vùng cột sống thắt lưng và khi chụp phát hiện ra gãy lún. Thì những có điều á, thường các cô bác anh chị điều trị cái phần gãy lún á nha, mình chỉ chú ý là mình giải quyết, ví dụ như là nếu có trường hợp mà cần can thiệp phẫu thuật thì mình sẽ phẫu thuật, còn những trường hợp khác mình có thể điều trị bằng cách giảm đau và cố gắng làm giảm những cái phù nề tổn thương ở những cái vùng mô cơ xung quanh. Nhưng bên cạnh đó phải luôn luôn nhớ giùm bác sĩ Minh là phải đo mật độ xương, đo cái tình trạng loãng xương để xem xét và mình nên cần có cần dùng thuốc chống loãng xương hay không, hay là mình cần bổ sung canxi. Đó là một trong những cái rất quan trọng, tại vì cái nguy cơ các cô bác anh chị thấy không, trên cái đốt này nè nó bị lún nhưng mà những cái đốt khác nó cũng bị nứt rồi đúng không, nên nếu như mà mình không bổ sung những cái thành phần khoáng chất cần thiết cho xương thì chắc chắn là những cái đốt khác nó cũng sẽ từ từ nó bị tổn thương và có nguy cơ nó bị lún, gãy lún hoặc là nó bị xẹp giống như cái đốt sống này nữa. Nên chỗ này cũng là một trong những cái điểm mà các cô bác anh chị cần chú ý, đặc biệt là những người thường xuyên bị đau vùng cột sống thắt lưng hoặc là những người mà đã có những cái biểu hiện bị lún đốt sống, bị xẹp đốt sống thì mình phải chú ý cái tình trạng loãng xương cũng giống như là cần phải bổ sung canxi vì nó quan trọng hơn những người mà chưa có những cái biểu hiện bệnh lý này, được chưa? Đó, đó là những cái mà về biến chứng của xương mà chúng ta cần nắm nha. Tiếp theo sau cái phần ở đây còn những cái liên quan tới trẻ em nữa, đó là những cái trường hợp mà các cô bác anh chị thấy trẻ em mà hay bị quẹo cột sống nè, đó là cái nhất, hay bị gù hay là hay bị cong đó, thì thường cái nguyên nhân đầu tiên là do cái tư thế hoặc là do cái tình trạng mà chúng ta những cái đứa bé đó quẹt mang vác cặp hay là mang vác những cái vật nó không có đúng tư thế nó dẫn tới. Nhưng bên cạnh đó một phần là do cái canxi nó không đủ dẫn tới xương nó không được cứng chắc, từ đó nguy cơ cái xương chúng ta nó dễ bị cong hơn, dễ bị biến dạng hơn so với những cái người, những cái bé mà có khả năng có xương cứng chắc, được chưa? Nên chỗ này các cô bác anh chị đặc biệt là những người mà có cháu có con thì cũng phải chú ý là đối với cái tình trạng mà những cái bệnh lý học đường đó liên quan tới cột sống đó thì mình phải chú ý bổ sung sữa hoặc là canxi đầy đủ cho bé nha. Thì bác sĩ Minh chuẩn bị có những cái video nói về cái sữa. Bữa trước mình đã làm livestream nói về sữa dành cho những cái bệnh lý cơ xương khớp rồi đúng không? Thì bác sĩ Minh hôm gà có đang làm những cái video nói về sữa mà dành cho em bé, tức là những cái loại, những cái thành phần dinh dưỡng trong sữa đó để giúp cho cái những cái em bé nó phát triển được tốt nhất về chiều cao cũng như thể chất. Thì chắc có thể là vài ngày tới thì những cái video đó sẽ được public, sẽ được đưa lên để cho ở đây những cái cô chú nào, những anh chị nào có con có cháu có thể là mình nhận biết được những cái loại sữa nào tốt dành cho những cái trẻ em cũng như cho em bé luôn nha. Rồi tiếp theo là bây giờ mình sẽ nói đến những cái vai trò khác của canxi. Thì giống như hồi nãy bác sĩ Minh nói, 99% canxi nó nằm ở xương với gan, tuy nhiên sẽ có 1% còn lại canxi nó nằm ở trong máu của chúng ta và nó sẽ đi đến những cái cơ quan khác,
được chưa? Thì 95% này nó sẽ làm cái chức năng gì? Đầu tiên nó sẽ tham gia vào chức năng co duỗi cơ. Đó, chức năng co duỗi cơ thì dễ hiểu giống như vậy nè các cô bác anh chị. Khi mà mình muốn cơ mình co cái tay nè, mình gồng cái tay nè, thì cơ mình nó sẽ phải co thắt lại, đúng không? Thì lúc này phải cần có canxi để giúp cho cái quá trình co cơ nó được xảy ra. Vậy thì nếu như chúng ta thiếu canxi sẽ dễ dẫn tới những cái rối loạn về co cơ, ví dụ như là chúng ta rất là cứng hoặc là chúng ta hay bị chuột rút, đúng không? Đó là những cái biểu hiện của cái tình trạng mà rối loạn thiếu canxi dẫn tới những cái rối loạn về cái sự trượt lên của cơ, dẫn tới những cái biểu hiện như là chuột rút nè, hay là hay bị tê buốt kèm với cứng cái vùng bắp cẳng chân của chúng ta. Ở đây chắc có nhiều chị, nhiều cô bị những cái vấn đề này. Khi mà lâu lâu mình bị chuột rút hay mình cảm giác như căng cứng vùng bắp chân rồi nó rất là đau, sau đó mình cử động mình bóp nhẹ nhẹ một hồi thì bắt đầu nó đỡ lại. Đau là do cái tình trạng căng cơ quá mức trong cái quá trình trong cái tình trạng mà thiếu canxi đó, nó dẫn tới khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta cử động cơ nhẹ nhàng lại bắt đầu nó sẽ đỡ đau, được chưa? Đó là đầu tiên, canxi nó sẽ tham gia vào quá trình co cơ, nên nếu những cái trường hợp chúng ta bị những cái biểu hiện chuột rút, đó là một trong những cái dấu hiệu của thiếu canxi. Cái bên cạnh đó tiếp theo nó sẽ liên quan tới cái quá trình về còn trong cái co cơ, cái quan trọng nữa mà bác sĩ Minh muốn nói đến đó là tình trạng về cơ tim. Ở cơ tim á, canxi là một trong những cái ion hay là một trong những cái khoáng chất cực kỳ quan trọng đối với sự co cơ tim, nên đôi khi mà chúng ta bị hạ canxi máu hoặc là chúng ta bị giảm canxi, nó sẽ dẫn tới cái chức năng tim nó bị rối loạn, đặc biệt là những cái rối loạn về nhịp tim. Nên thường các cô bác anh chị thấy là khi mà mình hay hồi hộp hay bị đánh trong ngực đó, thì vào các bác sĩ sẽ thường xét nghiệm những cái điện giải như là kali hoặc là canxi để tìm cái nguyên nhân tại sao mình bị những cái rối loạn mà như là hồi hộp, đánh trong ngực này. Đó là lý do mà canxi nó tham gia vào cái quá trình co bóp cơ tim, được chưa? Rồi cái tiếp theo về cái chức năng canxi ở trong máu, đó chính là cái quá trình đông cầm máu. Thì khi mà cái quá trình đông cầm máu chúng ta, nó là một cái quá trình nó tham gia của 12 yếu tố đông máu và tiểu cầu, nên khi mà canxi nó bị giảm thì nó dẫn tới cái tình trạng là những cái đông cầm máu chúng ta nó có thể bị chậm hơn, quá trình chúng ta đứt tay á chúng ta sẽ lâu cầm hơn. Nên đối với những cái trường hợp mà những người mà bị bệnh về máu đó, thường cũng sẽ phải xét nghiệm canxi để tìm coi cái nguyên nhân là có bị thiếu canxi không, được chưa? Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là nó tham gia vào cái chức năng miễn dịch của chúng ta. Thì ở đây bác sĩ Minh có những cái nghiên cứu nói về cái việc mà khi mà chúng ta bổ sung canxi đủ, nó sẽ giúp làm tăng sức đề kháng và đặc biệt là giúp làm giảm nguy cơ những cái mắc bệnh lý về ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Đó. Và cái cuối cùng, cái chức năng của canxi đó là cái dẫn truyền thần kinh. Thì đây là một trong những cái rất là quan trọng trong cái việc mà canxi mà tham gia vào những cái chức năng của chúng ta. Vì cái quá trình dẫn truyền thần kinh nó giống như kết hợp với cái quá trình co cơ đó, nó sẽ làm cho chúng ta cử động nhịp nhàng, giống như tay chân chúng ta sẽ cử động một cách mạch lạc. Tuy nhiên, khi mà những cái rối loạn dẫn truyền thần kinh nó xảy ra, nó dễ dẫn tới những cái biểu hiện chúng ta không thể kiểm soát được. Ví dụ như là chúng ta bị co giật nè, ví dụ chúng ta bị những cái mà gọi là bàn tay đỡ đẻ đó, tức là bàn tay chúng ta co vấp gì đó, đó là những cái biểu hiện của cái tình trạng rối loạn thần kinh do cái tình trạng hạ canxi máu, được chưa? Đây, nên chỗ này các cô bác anh chị nhớ giùm bác sĩ Minh là canxi không phải chỉ riêng ở gân với xương mà nó còn có 1% là ở máu. Nên vì vậy các cô bác anh chị hãy luôn luôn nhớ là khi mà mình có những cái biểu hiện liên quan tới chuột rút, liên quan tới hồi hộp, đánh trống ngực, thì mình phải xét nghiệm, mình phải làm sao mình kiểm tra được canxi của mình nó có giảm luôn không nha, tại vì nó có tham gia vào những cái quá trình đó. Thì hôm nay á, bác sĩ Minh cũng rất là muốn giúp, tức là hôm nay bác sĩ Minh cũng muốn, rất là muốn cho các cô bác anh chị có được những cái gọi là món quà để giúp cho mình có thể mà hỗ trợ cái việc mà bổ sung cái canxi cho cơ thể của mình. Thì hôm nay bác sĩ Minh sẽ gửi tặng đến hai cô chú mà comment và chia sẻ kèm theo là những cái cô chú nào giúp bác sĩ Minh chia sẻ cái livestream này, và hãy điền một cái số mà mình thích từ 1 tới 120
Đó, rồi sau đó bác sĩ Minh sẽ chọn hai số để tặng cái món quà là những cái hộp canxi mà bác sĩ Minh đang uống, để cho các cô bác anh chị có thể mà bổ sung canxi, cũng giống như là giúp cho các cô bác anh chị có thể mà chọn lấy được là lựa chọn một cái loại canxi tốt mà để uống nha. Thì chút xíu cái phần mà về qua cái phần lựa chọn canxi thì bác sĩ Minh sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề những cái canxi nào, cũng giống như là cách mà chúng ta uống cho nó đúng. Thì bây giờ các cô bác anh chị cứ comment và giúp bác sĩ Minh chia sẻ xong rồi thì comment về bác sĩ Minh và comment một cái số mà mình thích từ 1 tới 120, thì để bác sĩ Minh có thể là chọn hai số để tặng ngẫu nhiên cho những cái cô chú nào mà comment được những số đó nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Hồi nãy mình nói là tới tim mạch rồi đúng không? Bây giờ bác sĩ Minh sẽ nói tới cái canxi liên quan tới đường tiêu hóa nha. Thì ở đây một cái nghiên cứu rất là lớn được thực hiện ở Mỹ là trên 1.556 bệnh nhân. Người ta thấy là những cái trường hợp mà có bệnh lý về ung thư đại trực tràng á, họ thấy rằng khi mà chúng ta bổ sung canxi trong chế độ ăn tăng lên được 100 mg thì nó sẽ giảm 5% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Và khi mà tăng 1.000 mg trên ngày tiêu thụ canxi đó, nó sẽ giảm 37% tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng và 50% ung thư trực tràng, ung thư ruột kết đó, tức là ung thư gọi là cái ung thư đoạn cuối của mình đó, tức là đại tràng của chúng ta hoặc là ung thư đại tràng đó. Thì chỗ này các cô bác anh chị thấy khi mà chúng ta bổ sung đủ cái lượng canxi, ví dụ là 1.000 mg trên ngày đi, nó sẽ giúp làm giảm tới 37% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng, là một cái tỷ lệ rất là lớn. Do canxi nó tham gia vào cái việc mà điều hòa miễn dịch nên nó sẽ giúp những cái tế bào miễn dịch chúng ta chống lại những cái bệnh lý mãn tính, trong đó là có ung thư, được chưa? Nên chỗ này các cô bác anh chị chú ý giùm bác sĩ Minh nha, là chỗ này mình có thể comment thêm cái ý này để mình nhớ, đó là khi mà chúng ta uống canxi đúng và đủ, đặc biệt là bổ sung được khoảng 1.000 mg canxi một ngày, nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng lên tới 37%, tức là giảm 37% nguy cơ ung thư đại trực tràng, được chưa? Đó là cái ý liên quan tới ung thư đại trực tràng. Tiếp theo là cái liên quan tới cái sỏi thận. Chỗ này đây, cái này cũng rất là hay. Thì thường á, chúng ta uống canxi chúng ta sẽ sợ là chúng ta dễ bị lắng đọng gây sỏi thận đúng không, sợ bị lắng ở thận gây sỏi thận. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta chọn canxi đúng và chúng ta biết cách uống canxi phù hợp thì nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị sỏi thận. Vì những cái sỏi mà nó liên quan tới gọi là cái cấu trúc sỏi á, như là oxalat nha, người ta là thường oxalat nó sẽ có nhiều trong cái những cái chế độ ăn uống của chúng ta lắm, cái gốc oxalat á, trong những cái loại mà thức ăn chúng ta như thịt cá gao nó rất là nhiều. Vì vậy nếu như mà các cô bác anh chị bổ sung đúng canxi và uống đúng thời điểm thì cái lượng canxi ăn vào nó sẽ giúp làm giảm cái lượng oxalat ở trong nước tiểu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh lý sỏi thận, đặc biệt là sỏi oxalat, được chưa? Thì ở đây trong cái nghiên cứu này người ta cũng nói là nếu bổ sung canxi trên 500 mg trên ngày, trên 500 mg nha, nó sẽ làm giảm nguy cơ mắc sỏi thận đó. Thì cái nghiên cứu này cũng nói được cái đó, nên chỗ này chúng ta sẽ vỡ òa ra một cái kiến thức nữa là canxi nó không phải là một cái nguyên nhân gây sỏi thận mà là do cách chúng ta uống canxi không đúng đó, nó mới dễ dẫn đến canxi bị lắng đọng sỏi thận. Và nếu chúng ta uống đúng canxi thì nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ sỏi thận thêm nữa, được chưa? Rồi tiếp theo nữa là canxi á, nó sẽ tham gia vào cái vấn đề là suy tuyến cận giáp này nè. Đó là canxi á. Bữa hôm qua bác sĩ Minh livestream thì có một cô hỏi về bệnh lý tuyến giáp sau khi phẫu thuật cắt á, tuyến giáp và kèm theo xạ trị, thì cô gần như rất là dễ bị hạ canxi máu. Đây là cái mà bác sĩ Minh trả lời lại thêm, bổ sung thêm cái ý hôm qua cho cô hiểu nè, là đối với những cái trường hợp mà điều trị suy tuyến cận giáp đó, thì suy tuyến cận giáp ở đây là những trường hợp ví dụ như là có những cái vấn đề phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, thì tuyến cận giáp nó nằm ở trong tuyến giáp nên có khả năng mình sẽ cắt luôn cái tuyến cận giáp, từ đó chúng ta phải bổ sung canxi mỗi ngày để tránh cái tình trạng hạ canxi huyết, tức là hạ canxi máu. Khi mà hạ canxi máu nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề, những cái bệnh lý mà nãy giờ chúng ta nghe bác sĩ Minh nói đó,
tức là những cái bệnh lý liên quan tới tim mạch nè, liên quan tới mạch máu nè, liên quan tới thần kinh nè, được chưa? Vậy là cô nên bổ sung những cái cô chú nào mà có phẫu thuật mà cắt tuyến giáp chọn đó thì nên bổ sung canxi mỗi ngày nha. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến những cái triệu chứng thường gặp khi mà thiếu canxi. Đầu tiên, cái mà thường gặp nhất là chuột rút. Ở đây các cô bác anh chị nào mà thường xuyên bị chuột rút thì trên 90% là mình bị hạ canxi máu, được chưa? Nhớ điểm này nha, cái này là một trong những cái rất rất là thường gặp, và bác sĩ Minh rất là mong mình các cô bác anh chị hãy comment cái ý này, và mình nhớ về bác sĩ Minh là nếu mà thường xuyên bị chuột rút thì trên 90% là mình bị hạ canxi máu. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hay bị chóng mặt, tê nhức hoặc đau xương. Đây, cái chỗ này bác sĩ Minh nghe nhiều cô than lắm nè, hay bị đau trong xương, cảm giác đau trong xương khi mà đo loãng xương là đều bị thiếu xương, đều bị loãng xương hết. Đây chính là những cái biểu hiện của xương chúng ta nó không được chắc khỏe, nên những trường hợp mà chúng ta cảm giác đau trong xương thì cái khả năng rất là cao là chúng ta bị hạ canxi máu, do chúng ta bị thiếu canxi, được chưa? Rồi, gặp những cái vấn đề về đại tràng. Đây, giống như hồi nãy cái nghiên cứu đó, một cái nghiên cứu về ung thư đại trực tràng đó, người ta nói nếu như mà các cô bác anh chị bổ sung đủ cái lượng canxi hàng ngày, và nếu được và trên 1.000 mg trên ngày, nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Thì nếu như mình bị thiếu canxi, nó sẽ dễ dẫn đến những cái vấn đề về đại trực tràng, bệnh lý đại trực tràng như là viêm đại trực tràng mãn tính, ung thư đại trực tràng, được chưa? Thì chỗ này các cô bác anh chị cũng nhớ nha, comment cái ý là dùng canxi cái liều mà lớn hơn 1.000 mg trên ngày thì nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng nha. Rồi, cái tiếp theo nữa đó là cái tình trạng móng tay nó bị yếu và dễ gãy rụng. Đó, những cái cô chú nào mà móng tay dễ yếu nè và dễ bị gãy thì đầu tiên là mình phải nghĩ ngay tới tình trạng thiếu vitamin khoáng chất, đặc biệt là nhóm vitamin B7. Bên cạnh đó, giảm canxi hoặc là thiếu canxi nó cũng dẫn tới cái tình trạng móng tay dễ bị gãy rụng, được chưa? Rồi, cái những trường hợp mà chúng ta bị co giật hoặc là bị thường xuyên bị những cái cơn gồng cứng thì chúng ta cũng nên nghĩ ngay có khả năng là chúng ta bị thiếu canxi. Đó, đó là những cái biểu hiện thường gặp của cái triệu chứng thiếu canxi mà chúng ta cần nhớ nha. Thì những cái loãng xương hay là mất xương hoặc là gãy xương thì là những cái biến chứng của nó. Đó, bác sĩ Minh hồi nãy lúc có nói thêm cái phần đó rồi. Nhưng những cái triệu chứng thường gặp thì các cô bác anh chị nhớ, đây là những cái triệu chứng sớm để cho mình phát hiện và mình có thể bổ sung canxi được nha. Rồi, thì đó là những cái triệu chứng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần mà cái hàm lượng canxi cần thiết cho cơ thể chúng ta, được chưa? Hàm lượng canxi cần thiết cho cơ thể chúng ta một ngày, và cho bác sĩ Minh sẽ nói những cái loại thức ăn nào mà nó có nhiều canxi nha. Đầu tiên là hàm lượng canxi cần thiết, thì đối với ở đây đa số là những cô bác anh chị, để bác sĩ Minh chia sẻ cái hình này nha, đợi bác sĩ Minh chút xíu. Để bác sĩ Minh chia sẻ cái hình này. Đó, trong lúc này các cô bác anh chị giúp bác sĩ Minh là chia sẻ và comment cái số nào mà mình thích nha. Rồi chúc bác sĩ Minh sẽ chọn ra 2 số. Rồi đây, đây là cái bảng những cái hàm lượng miligam cần thiết cho cơ thể chúng ta. Thì ở đây các cô bác anh chị nhớ một vài cái mốc thôi. Ví dụ như những cái cô chú nào mà từ đa số trên kênh fanpage bác sĩ Minh là từ 50 trở lên á, thì mình nhớ cái mốc 1.000. 1.000 là gần như là cái mốc nó cần thiết cho cơ thể chúng ta mỗi ngày nha. Đối với những cái trường hợp ví dụ như phụ nữ có thai thì nó sẽ cần cái hàm lượng nó sẽ khác. Tuy nhiên mà đa số chúng ta cần mỗi ngày là sẽ khoảng 1.000 mg. Còn đối với những trường hợp mà mình đã có loãng xương hoặc là có những cái dấu hiệu gãy xương thì mình nên, ngoài cái việc dùng cái thuốc chống loãng xương ra, thì chúng ta nên bổ sung canxi khoảng 1.200 mg một ngày trở lên, 1.200 tới 1.500 mg, để giúp cho cái việc mà canxi nó sẽ được hấp thu nhiều hơn một phần nào đó vào xương nha. Đây là một cái hàm lượng cần thiết thôi, nhưng cái lượng mà hấp thu nó sẽ còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái canxi mà chúng ta uống, cũng giống như là cái việc mà thời điểm chúng ta uống, được chưa? Rồi, nhớ cái mốc 1.000 nha các cô bác anh chị. Còn ở đây những cái cô đa số nè, 19 tới 50 và 50 tới 51, các cô bác anh chị thấy không, hầu như là khoảng 1.000 là tốt nhất,
Đó thì ở đây chắc là các cô bác anh chị sẽ nằm trong cái khoảng tuổi này, và nếu nằm trong khoảng tuổi này thì mình nhớ cái mốc 1.000 hoặc là 1.200 thôi, dễ nhớ nha, 1.000, 1.200, đó là những cái mốc mà mình dễ nhớ, được chưa? Rồi hãy comment những cái ý này để mình nhớ nha. Ví dụ mình tuổi bao nhiêu thì mình comment, ví dụ như là tôi 70 tuổi liều canxi là 1.000, ví dụ vậy. Rồi tôi 71 liều canxi là 1.200, mình comment vậy là nữa những cái comment của mình nó sẽ hiện lên đầu để các cô bác anh chị nhớ cái liều canxi luôn, đúng không? Khi mà các cô bác anh chị comment xong á, là mai mốt vào cái canxi này nè, vào cái lựa chọn và sử dụng đúng canxi cái video của bác sĩ mình á, thì cái comment mình hiện lên là mình tôi là cần 1.000 mg một ngày, vậy là đã cái nhu cầu cần thiết của tôi thì tôi phải bổ sung đủ cái đó trước khi mà tôi coi những cái khác của bác sĩ mình đó, được chưa? Rồi tiếp theo là mình sẽ sau khi mà mình coi cái việc mà hàm lượng chúng ta bổ sung nha, thì bác sĩ mình đầu tiên thì tiếp theo sẽ nói tới cái thực phẩm mà chúng ta bổ sung để có thể đủ canxi. Nhưng chỗ thực phẩm này nè, có một cái điểm mà các cô bác anh chị cần chú ý nha, tại vì nhiều nhiều trường hợp là các cô bác anh chị hiểu lầm là cái thực phẩm này mình ăn bao nhiêu thì sẽ hấp thu được bao nhiêu, thì cái này nó sẽ không phải nha. Để chúng bác sĩ mình sẽ chia sẻ lên những cái phẩm để cho các cô bác anh chị hình dung. Rất là quan trọng chỗ này nè, chắc là sẽ có nhiều người nói về canxi đó nhưng mà người ta sẽ ít có nhắc tới cái điểm này để cho mình các cô bác anh chị chú ý. Đây ví dụ nha, đây là cái bảng mà nói về cái hàm lượng canxi. Ví dụ như nhìn á, mình thấy tôm đồng nè là nó tới 5.040, đúng không, là miligam canxi. Thì chỗ này á, nếu như mà mình bổ sung trực tiếp gì á, thì mình nghĩ là mình bổ sung gì là cái hàm lượng canxi cao nhất thì mình sẽ hấp thu được nhiều nhất, đúng không? Theo cái quan niệm, theo cái suy nghĩ bình thường của mình nó là vậy. Tuy nhiên chỗ này đa số những cái canxi từ những cái loại tôm cua cá, tôm cua tép rồi chúng ta là canxi vô cơ, nên nếu như mà các cô bác anh chị bổ sung nhiều mà mình không biết cách mà mình gọi là chúng ta bổ sung những cái chất mà cho nó tăng hấp thu, ví dụ như là vitamin D3, vitamin K2 á, thì rất là dễ nó lắng đọng ở thận, gây sỏi thận, được chưa? Nên nhiều trường hợp những người mà đặc biệt nha, sống ở vùng biển mà thường xuyên ăn cua ăn tôm á, thì cái nguy cơ sỏi thận thường là thấy nhiều hơn những người mà ít ít ăn cua hoặc là ăn tôm. Thì một phần á, là do các bác anh chị chưa có hiểu đúng chỗ này, thì hôm qua cái livestream này bác sĩ Minh cũng muốn cho các bác anh chị hiểu đúng, đó là nếu mà những mình ăn những cái thực phẩm ví dụ như là từ cơm tôm cua ốc rồi đó, những cái loại có vỏ rồi đó, thì thường canxi đó là canxi vô cơ là nhiều, và vì vậy cái việc mà nó sẽ dễ lắng đọng ở thận, dễ lắng đọng ở ruột nó sẽ cao hơn. Và chúng ta nếu như mà chúng ta ăn nhiều mà chúng ta không biết cách chúng ta bổ sung những cái chất mà nó tăng cái hấp thu á, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ là tạo sỏi thận, được chưa? Nên chỗ này không phải là cái hàm lượng canxi bao nhiêu đó chúng ta ăn vào sẽ được bao nhiêu đâu nha. Ví dụ như cái tôm đi, tôm đồng này nè, 5.000 mg canxi thì thường hấp thu khoảng được là chưa tới 20% của cái 5.000 này đâu, là cái nhất. Cái hai là nó sẽ hấp lắng đọng ở thận nữa đó, nên chỗ này nhiều người người ta sẽ không hiểu, được chưa? Thì sau khi bác sĩ mình giải thích rồi, rất là mong các cô bác anh chị hiểu cái điểm này, để là giống như mình ăn á, là mình khi mà mình bổ sung mình cũng phải biết là mình cần phải bổ sung thêm vitamin D3, vitamin K2 thì những cái ăn uống của mình nó mới hấp thu được tốt nha. Ở đây mình thấy nè, tôm đồng là cái mà cao nhất, rồi tới là cái tép khô hoặc cái con gạm tươi, con này thì bác sĩ mình không biết là con gì rồi đó, rồi tới ốc nè, được chưa? Trong này có những cái lòng đỏ trứng gà là một trong những cái nó cũng có canxi và cũng dễ tìm. Rồi đó là cái về động vật nha. Còn về thực vật, tiếp theo là về thực vật, thực vật cũng là như vậy, nên các cô bác anh chị nhớ giùm bác sĩ Minh nha. Cái việc mà chúng ta bổ sung canxi á, đôi lúc á, rất là nhiều người chia sẻ các chế độ ăn uống để bổ sung canxi là rất là chính xác. Tuy nhiên là trong cái chế độ ăn của chúng ta phải nắm được là cái canxi này nó hấp thu được bao nhiêu, và cái nó lắng, tức là cái hấp thu bao nhiêu vào trong cơ thể, và cái việc mà nó có nguy cơ nó lắng gây sỏi thận không thì chúng ta cần nắm cái này nha. Rồi ở đây là một cái bảng canxi về thực vật. Nhiều người người ta nghĩ là canxi nó có chỉ có ở trong hải sản thôi chứ nó sẽ không có ở trong thực vật, thì cái này nó sẽ không đúng nha. Trong thực vật nó cũng có canxi, đúng là so với động vật thì nó không nhiều bằng động vật nhưng mà nó vẫn có canxi. Thì ở thực vật những cái loại mè
mè, đặc biệt mè đen á, nó chứa rất là nhiều canxi, tới 1.200 mg canxi. Nhưng này cũng là canxi vô cơ chứ không phải là những cái canxi hữu cơ, nên nó cũng giống như là nó sẽ dễ lắng đọng, gây những cái tạo sỏi hơn là những cái canxi hữu cơ, được chưa? Rồi tiếp theo trong nấm mèo nó cũng có nè, và đặc biệt là trong những cái đậu á, thì bác sĩ Minh cũng có nói về những cái loại đậu, đặc biệt là những cái giá đỗ nó cũng chứa canxi. Nên các cô bác anh chị chú ý giùm bác sĩ Minh là việc mà chúng ta ăn thực vật nó cũng sẽ giúp chúng ta bổ sung được canxi nha. Nhớ cái khái niệm này để chi, để những cái người ăn chay á là người ta sợ là bị thiếu canxi do không ăn được động vật, không ăn được tép, tôm, cua. Nhưng mà các cô chú nào hoặc là những cái sư thầy sư cô nào ăn chay mà mình ăn nhiều những cái rau, ăn nhiều mè đen thì chúng ta vẫn bổ sung canxi được đầy đủ nha. Rồi đó là những cái thực phẩm mà nó chứa nhiều canxi. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần quan trọng nữa là bây giờ chúng ta sẽ chọn lựa canxi như thế nào, đúng không? Tại vì cái này nó rất là quan trọng. Thì ở đây hiện giờ trên thị trường nó sẽ có hai cái dòng canxi là canxi hữu cơ và canxi vô cơ. Còn cái nano canxi nó là cái dạng bào chế canxi, nó không phải là một cái loại canxi khác nha. Nên nhiều cô bác anh chị ở đây nó sẽ hiểu lầm, tưởng đâu là nano canxi là một cái dạng canxi khác. Không phải, nó cũng là nằm trong hai cái dạng đó, canxi hữu cơ hoặc là canxi vô cơ thôi, nhưng nó được bào chế với dạng nano thì nó sẽ dễ hấp thu hơn. Nếu mình chọn lựa được canxi hữu cơ mà nano thì đương nhiên cái tỷ lệ hấp thu là tốt nhất. Thì bác sĩ Minh ví dụ nha, chúng ta sử dụng, chúng ta uống vào, chúng ta ăn vào những cái canxi vô cơ và canxi hữu cơ, thì canxi hữu cơ cái tỷ lệ hấp thu nó sẽ cao hơn nhiều lần so với canxi vô cơ. Cái điểm đó là điểm đầu tiên mà các cô bác anh chị cần nhớ. Nên thường người ta sẽ chọn canxi hữu cơ để tránh lắng đọng ở thận, tránh lắng đọng ở ruột, được chưa? Là đầu tiên tác dụng canxi hữu cơ là dễ hấp thu hơn, được chưa? Nhớ nha, nhớ về bác sĩ Minh nha, dễ hấp thu hơn. Và cái thứ hai nữa là canxi hữu cơ nó sẽ ít bị kích ứng hơn. Ít bị kích ứng nghĩa là sao? Nếu như các cô bác anh chị nào mà uống canxi vô cơ vào mà uống nhiều, có những trường hợp nó sẽ dễ gây ra những cái ngứa, những cái dị ứng, những cái khó chịu trên đường tiêu hóa, ví dụ như là đầy hơi, khó tiêu hoặc là chướng bụng. Còn đối với canxi hữu cơ thì chúng ta sẽ ít khi mà gặp những cái trường hợp đó. Nên nếu như chúng ta sử dụng canxi hữu cơ thì nó sẽ giúp chúng ta cái việc mà ngừa những cái kích ứng trên đường tiêu hóa hoặc là những cái dị ứng, được chưa? Đó là cái thứ hai. Cái hai điểm mà mình cần chú ý giữa cái canxi hữu cơ và canxi vô cơ nha. Đó. Rồi các cô bác anh chị nếu mà thấy thấy bắt đầu hiểu hơn về canxi rồi thì giúp cho bác sĩ Minh một tim nha, một tim hoặc là một like để động lực, để tăng cái động lực mà bác sĩ Minh tiếp tục nói những cái phần mà quan trọng phía sau sau nữa. Rồi được chưa, đó là những cái mà chúng ta thấy canxi hữu cơ nó có những cái lợi điểm hơn canxi vô cơ. Nên hầu như bây giờ đa số những cái loại canxi trên thị trường nó sẽ chuyển sang cái dạng canxi hữu cơ hết. Rồi tiếp theo nữa nha, là khi mà chúng ta sử dụng canxi chúng ta phải nắm được cái cách mà làm sao để chúng ta hấp thu được canxi tốt nhất. Thì cách mà chúng ta để hấp thu được canxi tốt nhất thì chúng ta nhớ về bác sĩ Minh cái điểm này nha, là khi mà canxi chúng ta uống vào, chúng ta ăn vào những cái loại thức ăn chứa canxi thì canxi nó sẽ phải từ ruột nó được hấp thu vào máu, và từ máu nó được đưa đến xương gan hoặc là nó đưa đến những tham gia nhờ những cái hoạt động của quá trình đông cầm máu hoặc là dẫn truyền thần kinh. Muốn như vậy chúng ta sẽ cần có hai chất dẫn chuyển, hai thằng dẫn chuyển đó. Thì đầu tiên đó là vitamin D3. Vitamin D3 là vitamin nó sẽ giúp cho canxi được hấp thu từ ruột vào trong máu, tránh gắn động ở ruột và tránh lắng động ở thận, thận gây sỏi thận hay gây sỏi ruột, sỏi mật, được chưa? Vitamin D3 đó nha, tác dụng nó giống như chiếc xe vậy đó, hai hai thằng này giống như chiếc xe vậy đó các bác anh chị. Một thằng là chiếc xe nó vận chuyển từ ruột, nó vận chuyển vào máu cái canxi để canxi nó đừng có gớt dọc đường, đừng có bị lắng dọc đường ở, nó bị rơi dọc đường ở thận, ở ruột, nó gây ra sỏi thận, sỏi ruột, được chưa? Rồi một chiếc xe nó sẽ từ ở máu nó đưa vào xương. Tại sao phải cần có chiếc xe vitamin K2? Tại vì chiếc xe này nó sẽ giúp tránh cái tình trạng bị xơ vữa động mạch. Canxi ở trong máu, đặc biệt nếu như mà nó không được vận chuyển vào xương với gan, nó ở trong máu quá nhiều, nó sẽ dẫn tới là những cái mạch máu chúng ta dễ bị cứng hơn, dễ bị cứng hơn và dễ bị những cái mảng xơ vữa nó bám hơn hơn.
nó dễ giống như là dễ hình thành những cái bảng xơ vữa hơn, nên phải có vitamin K2 để giúp dẫn chuyển canxi từ trong máu vào xương với gan, được chưa? Nên chúng ta nhớ gì, bác sĩ mình có hai chiếc xe nha, hai chiếc xe vận chuyển canxi, chiếc xe D3 và chiếc xe K2. Thì khi mà chúng ta uống canxi, chúng ta phải cần có hai chiếc xe này đi theo thì chúng ta mới có thể đưa được cái canxi hấp thu tới được xương với gan nha, nhớ chưa? Ví dụ chiếc xe là dễ nhất, tại vì hai thằng này giống như hai thằng vận chuyển vậy đó, rồi được chưa? Chỗ này bác sĩ Minh không biết là các cô bác anh chị có comment những chỗ này để chú ý không nha, những cái chỗ này rất rất là quan trọng. Comment cái này để nhớ nha, nhớ các cô bác anh chị nhớ nè, chiếc xe là dễ nhất, chiếc xe D3 và chiếc xe K2. D3 là sẽ chiếc xe D3 sẽ vận chuyển canxi từ ruột vào máu, chiếc xe K2 sẽ vận chuyển canxi từ máu vào xương. Rồi vậy là nhớ những cái điểm đó là mình sẽ nhớ để mình bổ sung ngay. Rồi tiếp theo là về cái hai thành phần đó là chúng ta cần để chúng ta hấp thu canxi được tốt nha. Vậy thì bây giờ thời điểm uống canxi như thế nào là phù hợp, cái này nó cũng rất quan trọng. Và nhớ đầu tiên, cái điều tiên quyết là chúng ta sẽ không uống canxi sau 4 giờ chiều, nhớ giùm bác sĩ Minh nha, sau 4 giờ chiều chúng ta sẽ không uống canxi. Rất là nhiều nghiên cứu người ta thấy nếu như các bác anh chị uống canxi sau 4 giờ chiều thì cái nguy cơ nó lắng động ở thận, gây sỏi thận nó sẽ tăng lên gấp đôi, được chưa? Nên chỗ này các cô bác anh chị nhớ nha, không uống canxi sau 4 giờ chiều. Nhắc đi nhắc lại điểm này để mình tránh xảy ra cái này. Mình có uống canxi vô cơ hay hữu cơ đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nguy cơ nó cũng sẽ tăng lên, mặc dù canxi hữu cơ rất là ít lắng đó, nhưng mà nó cũng sẽ tăng lên khi mà chúng ta uống sau 4 giờ chiều nha. Rồi bên cạnh đó là khi mà chúng ta uống canxi thì chúng ta cũng cần nhớ cái dạng canxi chúng ta uống là canxi gì. Nếu mà chúng ta uống canxi hữu cơ, chúng ta có thể uống cùng hoặc là không cùng với bữa ăn cũng được, nhớ nha. Canxi hữu cơ chúng ta có thể uống cùng hoặc là không cùng với bữa ăn, nhưng mà canxi vô cơ thì bắt buộc phải uống cùng với bữa ăn, nhớ nha, nhớ những đặc điểm này nha. Vì những cái axit dạ dày á, khi mà chúng ta ăn vào axit dạ dày trong thức ăn nó mới giúp cho mình hấp thu được cái canxi vô cơ. Còn nếu như mà chúng ta ăn uống canxi vô cơ vào những cái thời điểm khác thì nó sẽ giảm hấp thu, mà giảm hấp thu thì dễ dẫn tới nó sẽ dễ bị quấn cục, dễ bị lắng động, nó gây ra những cái sỏi ruột, sỏi mật, sỏi thận của chúng ta nha. Rồi nhớ cái điểm này, thời điểm uống canxi hữu cơ có thể uống cùng hoặc là không cùng với bữa ăn đều được hết, tuy nhiên canxi vô cơ là phải uống cùng với bữa ăn. Rồi tiếp theo là cái thời điểm uống canxi mà để hấp thu tốt nhất là thường mình sẽ uống vào buổi sáng. Tại sao? Tại vì buổi sáng thường nó sẽ có ánh nắng mặt trời, nó có vitamin D nên nó sẽ tăng cái việc hấp thu canxi, và đây là những cái nghiên cứu người ta chứng minh luôn đó các cô bác anh chị. Thời điểm uống canxi tốt nhất là vào buổi sáng nha. Rồi được chưa? Những cái điểm này bác sĩ Minh sẽ dừng lại một chút để cho các cô bác anh chị nhớ nhớ những cái mà bác sĩ Minh mới nói nha, để mình đừng có bị hiểu lầm. Cái quan trọng nhất là không uống canxi sau 4 giờ chiều nha. Rồi chỗ này bác sĩ Minh nói thêm cái canxi hữu cơ là ví dụ như cái canxi mà bác sĩ Minh đang uống nè. Cái loại canxi này là một cái canxi hữu cơ, nó được từ xuất từ Mỹ luôn, và nó có đủ vitamin D3 và vitamin K2. Thì cái loại này bác sĩ Minh, gia đình bác sĩ Minh là và gia đình vợ cũng đang uống, nó rất là tốt trong cái việc bổ sung canxi. Và đặc biệt cái canxi hữu cơ này là một trong những cái dạng canxi hữu cơ mà có hàm lượng tương đối là cao so với những cái canxi hữu cơ khác, nên nó cũng dễ và dễ uống, và nó ít những cái triệu chứng kích thích đường tiêu hóa. Thì đây là cái canxi mà bác sĩ Minh cũng sẽ tặng cho hai cô chú may mắn đó. Nhớ các cô bác anh chị chia sẻ, rồi sau đó là giúp bác sĩ Minh là comment cái chia sẻ, rồi kèm theo đó là cái số mà mình hết nha, để bác sĩ Minh có thể chút xíu sẽ chọn lựa cái hai số và công bố trực tiếp trên cái livestream này luôn. Ok, những cái điểm rất là quan trọng á. Rồi tiếp theo nữa là cái việc mà chúng ta uống canxi á, chúng ta phải chú ý cái này nữa nè, tại vì có những chất nó sẽ làm giảm cái việc hấp thu canxi. Nên là chúng ta phải chú ý cái việc này nha khi mà chúng ta uống canxi. Bây giờ chúng bác sĩ Minh sẽ nói để cho mình chú ý khi mà mình uống những cái canxi á, thì tốt nhất là chúng ta nên uống á, vào thời điểm là buổi sáng đúng không? Thì bên cạnh đó là chúng ta uống canxi chúng ta cũng nên hạn chế uống kèm với những cái loại thức ăn mà nó có nhiều sắt,
những cái loại thức ăn mà có nhiều sắt, ví dụ như là những cái loại thịt đỏ nè, huyết nè, hay là thịt bò đó, thì những cái loại này nó có nhiều sắt, mà khi mà nhiều sắt nó sẽ làm cạnh tranh hấp thu với canxi. Nhớ giùm bác sĩ Minh nha, tại cái hai cái này là hai cái ion dương, sắt và canxi là hai cái ion dương, nên nó sẽ dễ dẫn tới cạnh tranh hấp thu, từ đó là nó sẽ dễ dẫn tới là cái việc mà chúng ta giảm hấp thu cả sắt và giảm hấp thu cả canxi luôn. Nên cái điểm này các cô bác anh chị cần chú ý nha, cũng chắc cũng ít người nói với các cô bác anh chị những cái điểm này lắm, nên là các cô bác anh chị nhớ comment để mình nhớ những ý này nha. Đặc biệt là những cái người ở đây, nếu mà có cô cái chị nào mà đang có trong giai đoạn mà mang thai á, hoặc là cho con bú, cũng chú ý cái điểm này, canxi với sắt mình nên uống cách nhau khoảng 1 tiếng thì nó sẽ tốt nhất, để em thôi nó sẽ làm giảm hấp thu những cái hoạt chất đó, thì sẽ nó vừa không tốt trong cơ thể mà nó vừa giảm cái tác dụng của những cái thực phẩm chức năng hay là những cái thực phẩm mà mình bổ sung nữa. Nên chỗ này các cô chú anh chị cũng cần chú ý nha. Những cái loại thức ăn là chứa nhiều sắt như là huyết, thịt bò, thịt đỏ rồi đó, và rau muống là những cái mà mình cần chú ý. Rồi, được chưa? Đây là những cái hôm nay bác sĩ Minh muốn chia sẻ với các cô bác anh chị về cái việc chúng ta sử dụng canxi. Có lẽ là rất là nhiều người nói về canxi, nhưng sẽ ít người nói làm sao để chúng ta có thể uống thời điểm nào, và chúng ta uống canxi kèm với cái gì, cũng giống như là chúng ta biết những cái loại mà nó sẽ giúp cho cái việc mà canxi chúng ta không được hấp thu tốt. Thì bác sĩ Minh rất là mong sau khi cái livestream này chia sẻ kiến thức cho các cô bác anh chị xong á, mình sẽ có được những cái kiến thức mình cần nắm được. Thì đầu tiên là canxi gồm hai loại, rồi canxi hữu cơ, canxi vô cơ. Tiếp theo nữa là canxi nó sẽ hấp thu vào buổi sáng là tốt nhất, và nó sẽ không mình không nên uống canxi vào sau 4 giờ chiều. Ngoài ra thì canxi nó còn tham gia vào những cái quá trình khác của cơ thể, chứ không chỉ xương với gan. Và canxi nó cần để đưa được tới xương với gan á, thì nó sẽ cần hai chiếc xe, là chiếc xe D3 với chiếc xe K2 đó, được chưa? Những cái điểm mà rất là quan trọng mà mình phải cần nắm đó nha. Rồi, đây là những cái mà hôm nay bác sĩ Minh chia sẻ. Bây giờ trước khi mà mình trả lời những cái câu hỏi, thì bác sĩ Minh xin phép là sẽ chọn nha. Trước khi mà mình coi số thì bây giờ mình sẽ chọn là bây giờ bắt đầu từ cái người cuối cùng đi nha. Bây giờ các cô bác anh chị nào chia sẻ rồi thì comment một số nha, để cho bác sĩ Minh biết. Nếu ở đây ai chưa chia sẻ thì chia sẻ với bác sĩ Minh, và hãy comment cái số mà mình thích nha. Rồi bắt đầu bác sĩ Minh sẽ chọn số của mà hai số may mắn, rồi sau đó sẽ công bố luôn trực tiếp để cho các cô bác anh chị có thể biết được là hôm nay mình có lãnh quà hay không nha. À, bác sĩ mình kết chưa, có các quán gì xong hết chưa? Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đầu. Ở đây bác sĩ Minh ở Cần Thơ, nên số đầu tiên bác sĩ Minh lấy sẽ là số 65 đó. Ở đây nếu ai để bác sĩ Minh coi ai số 65 nha. À, đây có một cô số 65 là đâu, bác sĩ mình mới thấy có cô số 65 đâu rồi ta. Đây, cô Nguyên Kim. À, cô Nguyên Kim ơi, chút xíu bác sĩ mình cô inbox cho bác sĩ mình nha, để bác sĩ mình gửi một cái hộp canxi vô cơ mà có đầy đủ vitamin D3 với K2 của Mỹ cho cô, để cho cô sử dụng nha. Chúc mừng cô Nguyên Kim. Ghi lại để bác sĩ mình nhớ mà được. Rồi, tiếp theo một số may mắn nữa. Rồi, số may mắn tiếp theo là số 85 nha, để coi cô chú nào comment số 85. Có hai cô mới comment số 85, những số cô đầu tiên á cô, nên nếu như mà những số đầu chưa có thì bác sĩ mình sẽ chọn những số đầu nha.
Rồi bây giờ nếu như mà không có số 85, những cô nào mà sau khi bác sĩ Minh nói, mà cô chú nào sau khi bác sĩ Minh nói mới comment thì mình sẽ không tính nha. Đây thì bây giờ mình sẽ chọn một cái số may mắn là số đẹp nữa nha, là số 68. Để coi có số 68 chưa. À có số 68 rồi. Cô Tiết Mai, những cô này comment vào lúc đầu á, lúc 20 giờ 22 phút nè. Rồi, đây là hai số may mắn, rất là chúc mừng cô Tiết Mai với cô Nguyên Kim nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi trong ngày hôm nay. À, đầu tiên là cô Xanh, một cái câu hỏi liên quan tới bị chuột rút nè. Đêm ngủ tôi hay bị chuột rút. À chỗ này bác sĩ Minh cũng muốn chia sẻ các cô bác anh chị những cái trường hợp mà cô chú mà bị chuột rút, thường á, là mình đã nghĩ ngay tới cái việc mình bổ sung canxi rồi đó, thì cái đó nó rất là tốt. Tuy nhiên mình uống mà một khoảng thời gian mình thấy cái triệu chứng chuột rút không cải thiện, mình lại nghĩ là chắc là mình có bệnh lý khác đó. Đây rất là nhiều người nghĩ giống như vậy, và rất là nhiều người người ta nghĩ là phải đi tìm nguyên nhân những cái bệnh lý khác, những cái bệnh lý nào nó nặng nề nguy hiểm hơn đó, người ta sợ. Nhưng mà thật sự gì nè các cô bác anh chị, giống như nãy giờ sau khi mình học mình biết mình bổ sung canxi mà nó không đúng, mình uống sai thời điểm, hoặc là mình không bổ sung hai chiếc xe tải vitamin K2 với vitamin D3 thì canxi nó đâu được hấp thu đâu. Nếu vậy chúng ta uống canxi nó sẽ gần như không có hiệu quả, được chưa? Ví dụ cô Chí Xanh nè, cái biểu hiện này trên 90% là bị liên quan tới hạ canxi rồi, thiếu canxi rồi đó. Thì bây giờ cái việc mà mình cần quan tâm là mình bổ sung canxi thế nào cho nó đúng nha cô. Sau khi nghe cái livestream này xong, con rất là mong cô hãy chọn canxi hữu cơ có kèm vitamin D3 với vitamin K2, và cô hãy uống có thể uống 2 lần, nhưng cái lần thứ hai là tốt nhất nên uống khoảng 2 giờ chiều hoặc là 3 giờ chiều thôi, chứ đừng nên uống sau 4 giờ nha cô, để mình có thể bổ sung canxi cho nó đúng. Và nếu cô uống được mà như vậy á thì nó sẽ sau khoảng 1 2 tuần là cô thấy biểu hiện của cái chuột rút nó sẽ cải thiện rồi đó, được chưa? Rồi tiếp theo nha, mình sẽ trả lời từ trên xuống, hôm nay quá nhiều comment. À đây, cô Dung Nguyễn có hỏi cái này cũng rất là nhiều người quan tâm nè. Nhiều người nghĩ uống canxi mà dạng nước thì nó sẽ dễ hấp thu hơn canxi dạng viên đó. Chắc là ở đây những cái cô chú cũng sẽ nghĩ như vậy, tại dạng nước mà nên sẽ dễ hấp thu hơn. Thì có điều gì nè cô chú, là canxi dạng nước mà nếu như cái canxi đó không phải là canxi hữu cơ thì nó cũng sẽ khó hấp thu nha. Là canxi vô cơ nó cũng sẽ khó hấp thu, chỉ trừ khi nào nó là canxi hữu cơ thì nó mới dễ hấp thu thôi. Nên canxi dạng viên, canxi dạng nước thì hấp thu như nhau, nó sẽ tùy thuộc vào cái canxi nha. Thì ở đây á, cái canxi cọc bia cũng là một cái canxi vô cơ, canxi hữu cơ, nên nó cũng là một cái loại mà tốt nha các cô bác anh chị. Thì những cái loại canxi hữu cơ hiện giờ á, là có canxi gluconate nè, canxi citrate nè, canxi từ cái loại tảo biển mà tảo đỏ đó, và một cái canxi mà hippolyte, đó là một trong những cái canxi mà nó hippolyte gì đó, là bốn cái canxi mà thường gặp liên quan tới, à còn cái canxi từ sữa, canxi casein nữa. Đây là những cái canxi mà nó sẽ là canxi hữu cơ. Còn canxi vô cơ thường gặp là canxi carbonate, canxi mà nó ghi là trên cái hộp các bác anh chị uống nha, được kiết xuất từ vỏ sò, vỏ cua và hàm lượng canxi cao đó. Đó chính là những cái canxi vô cơ. Nhớ chỗ này giùm bác sĩ Minh nha. Thì dạng nước hay dạng viên nó hấp thu như nhau, nó phụ thuộc vào cái canxi nào hữu cơ hay vô cơ, phụ thuộc vào cái thành phần kèm theo có vitamin D3, có vitamin K2 hay có magie không, là những cái điểm mà mình cần chú ý. À cô Nhã Lý có hỏi về tình trạng khớp gối, thì cái này nó sẽ hơi hỏng liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, nhưng mà con thấy cô bị viêm bao khớp gối nè, rồi chụp X-quang khớp sụn chim bình thường, đầu gối bị sưng. Nếu như viêm bao khớp gối mà đầu gối bị sưng á cô nên đi siêu âm, cô kiểm tra giùm con có tràn dịch khớp gối không nha, để mình đi khám và điều trị. Và đối với những trường hợp như vậy á, mà mình điều trị càng sớm sẽ càng tốt, cần phải siêu âm và tìm cái nguyên nhân là viêm bao khớp gối là do cái gì. Thường đa số người lớn tuổi viêm bao khớp gối là do cái gai khớp gối nó đâm, nó gây ra những cái tổn thương gây viêm, thì mình nên điều trị cái thoái hóa khớp gối.
và cô nên tìm đến những cái nơi nhà mà cái đơn vị nào mà có phòng khám cơ xương khớp hoặc là chuyên khoa cơ xương khớp để mình điều trị. Nếu mà cô ở gần chỗ bác sĩ Minh thì có thể đến để bác sĩ Minh thăm khám và giúp cô điều trị nha. À đây, chắc là cái này cô An Nhi, An Diệu, sau khi mà nghe xong cái livestream của con thì chắc là cô đã có thể chọn lựa được cái canxi nào cho người trung niên, người trẻ hay là những cái người bị bệnh lý về cơ xương khớp nha. Đó chính là những cái canxi mà hữu cơ, có vitamin D3, vitamin K2, có magie, và thời điểm uống rất là quan trọng, và cái lúc chúng ta uống chúng ta cần hạn chế với những cái thức ăn mà nó có chứa nhiều sắt. À, đó là những cái điểm mà mình cần chú ý nha cô. Đây cô Phạm Chí Xanh, à, cái này hồi nãy bác sĩ mình trả lời rồi. À, bổ sung canxi bằng uống sữa Enlin được không bác sĩ? Thì sữa là một trong những cái nguồn cung cấp canxi mà giúp cho các cô bác anh chị nhiều nhất. Tại vì uống sữa là hầu như cái hàm lượng canxi trong sữa nó cao đó. Tuy nhiên mà hôm qua cái buổi livestream về nói về sữa đó, thì các cô bác anh chị nhớ không, trong cái bảng thành phần ngoài cái canxi ra chúng ta phải chú ý tới những cái thành phần khác như vitamin D3 nha, vitamin K2 với protein nữa nha. Nên cái này, cái sữa Enlin thì con hình như bữa trước con cũng chưa coi kỹ cái thành phần của sữa Enlin, nhưng mà con biết sữa này là cũng sữa dành cho người lớn tuổi và có cái hàm lượng canxi tốt đó. Tuy nhiên cô có thể xem kỹ cái bảng thành phần giùm con là có vitamin K2, vitamin D3 và có magie hay không. Nếu như có kèm những thành phần đó thì nó sẽ giúp hấp thu cái canxi từ sữa rất là tốt để bổ sung cho xương nha cô. Rồi con cảm ơn cô Dung Đặng nha, con cũng chúc gia đình cô nhiều sức khỏe. À, rất là mong những cái kiến thức mà những cái kinh nghiệm cũng giống như là cái những cái thông tin mà con chia sẻ ngày hôm nay sẽ lan tỏa được tới nhiều người để giúp cho các cô bác anh chị có thể biết cách mà mình sử dụng canxi cho nó đúng. Đây chú Quang, con trả lời cái câu uống canxi vào thời điểm nào tốt nhất rồi nha chú. Nhớ giùm con là uống vào buổi sáng và tuyệt đối không uống sau 4 giờ chiều. À, chị Hồng Yến hay cô Hồng Yến, chị Hồng Yến có hỏi là uống thuốc huyết áp hàng ngày mà huyết áp cao và đau đầu nhiều lắm. À, chị Hồng Yến ơi, chỗ này chị chú ý giùm bác sĩ Minh nha. Đối với trường hợp tăng huyết áp mà thấy chị cũng còn trẻ đó, tăng huyết áp ở người trẻ tuổi á, thì mình cần chú ý là mình phải tìm cái nguyên nhân. Nguyên nhân có thể là những cái bệnh lý liên quan tới động mạch thận, liên quan tới thận, liên quan tới tim. Đó là những cái mà chúng ta phải đi siêu âm tim kiểm tra, siêu âm động mạch cảnh kiểm tra, siêu âm động mạch thận kiểm tra để coi tìm nguyên nhân nha. Tại vì nếu uống thuốc huyết áp mà nó vẫn cao thì một là cái thuốc đó chưa đủ kiểm soát, hai là cái nguyên nhân nó đang tiến triển, nên chị cần tìm nguyên nhân để mình giải quyết sớm nha chị. Rồi. À, cô Tiết Mai có hỏi uống canxi nào tốt cho xương. Đây, cái này là nãy giờ cái phần mà con chia sẻ nãy giờ khúc sau đó là con đã giải thích cái câu này rất là rõ rồi đó cô. Canxi tốt cho xương là canxi nào có thể tới được xương. Mình nhớ vậy đó các cô bác anh chị, để tránh cho xương nó bị loãng thì canxi đó là canxi tốt cho xương. Thì canxi đó phải là canxi nào dễ hấp thu là canxi hữu cơ. Canxi nào mà có hai chiếc xe tải để chở nó tới xương là canxi mà phải kèm có vitamin D3 và vitamin K2, được chưa? À, cô Đặng Ngọc có hỏi có tiền sử sỏi thận có uống canxi được không bác sĩ? Hồi nãy con có là một cái nghiên cứu, để coi cái này nghiên cứu này nó bao nhiêu người nha. 3.348 người, 3.348 người tham gia, và cái nghiên cứu này nó nói lên cái vấn đề là chúng ta sử dụng đúng canxi nó sẽ giúp làm giảm cái nguy cơ sỏi thận nữa nghe cô. Nên nếu mà cô bị sỏi thận á, thì con khuyên cô đầu tiên mình sẽ siêu âm coi cái sỏi đó kích thước bao nhiêu, rồi cô bổ sung những cái loại canxi hữu cơ mà có kèm vitamin D3, vitamin K2 dễ hấp thu. Ví dụ như cái dạng mà con đang uống và cái dạng mà hôm nay con tặng cho các cô bác anh chị nè. Thì là cô theo dõi sau khoảng một tháng cô siêu âm lại, cái viên sỏi kích thước nó không thay đổi mà cô thấy nó nhỏ lại gì đó thì hoặc là nó mất luôn thì cái đó là nó quá tốt. Còn nếu như kích thước nó mà nó lớn hơn hoặc là cái kích thước nó tăng nhiều thì cô nên
xem là cái canxi mình uống, hoặc là cô nên ngưng cái việc uống canxi và mình tìm cách mình giải quyết cái sỏi thận trước nha. Tuy nhiên là cái việc mà bổ sung đúng canxi thường là nó sẽ giúp là cái thường nó sẽ không cái viên sỏi thận, nó sẽ không làm cho cái sỏi thận mình nó to lên, mà ngược lại nó còn giúp giảm nguy cơ mắc sỏi thận nữa. À, cô Phụng Hoàng có hỏi dùng glucosamine cộng vitamin D3 có thể coi là bổ sung canxi chưa? Thì cái này là dùng glucosamine và vitamin D3 thì không thể được coi là bổ sung canxi nha cô, tại vì ở trong này nó chưa có canxi đó. Mà canxi thì cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra được, mà chúng ta phải ăn vào hoặc chúng ta phải uống vào, nên cô bổ sung thêm một cái dạng canxi riêng kết hợp với cái này thì là được nha cô. Rồi, tiếp theo. À, chỗ này cô Hiện Phát có hỏi câu này cũng hay nè. Cô thấy ở nhiều nhà thuốc có bán cái dạng canxi sủi á, canxi sủi bọt và canxi viên, thì cái việc mà hấp thu nó cũng giống như nhau. Tuy nhiên canxi sủi bọt nó sẽ dễ có nguy cơ bị sỏi thận hơn á, tại vì trong đó nó có những cái nhóm CO2, thì khi mà sủi lên á nó cần có cái hoạt chất gọi là những cái thành phần kèm theo á, tái dược kèm theo đó, nó sẽ phải gây sủi. Thì thường nó trong đó nó có CO2 nên nó sẽ dễ tạo ra cái canxi kết hợp với CO2 tạo ra canxi CO3 đó, là canxi carbonate, thì nó sẽ có dễ nguy cơ lắng gây sỏi thận. Nên chỗ này cái viên canxi sủi thì các cô bác anh chị nhớ chú ý là uống vào buổi sáng, chứ đừng nên uống vào buổi chiều nha, mình chỉ uống một viên buổi sáng thôi. Còn nếu được thì mình nên đổi qua cái dạng viên hoặc là dạng nước thì nó sẽ tốt hơn. Loãng xương, mật độ thấp, chuột đốt sống là năm nên uống gì? Ồ, nếu cô bị loãng xương á cô Hồng Vân, thì đầu tiên cô phải uống cái thuốc chống loãng xương nha. Cái thuốc chống loãng xương thì nó có dạng truyền, truyền thì một năm mình sẽ truyền một lần. Cái hai là dạng viên uống, thường dạng viên uống người ta sẽ uống cái dạng là một tuần uống một viên á, và lấy cái ngày chủ nhật làm ngày uống. Thì cô đầu tiên cô phải uống cái đó giùm con trước, rồi sau đó mình mới bổ sung kèm canxi với vitamin D3, K2. Đó là những cái mà mình nên uống nha. À, dầu mè đen là mình đã bỏ cái hàm lượng canxi, dầu dầu là mình đã lấy cái gọi là cái omega 6 nó nhiều hơn đó cô, nên cái này là ăn cái hạt mè đen chứ không phải là dùng dầu mè đen nha cô Đàn Ngọc. À, chú Hùng có hỏi là tác dụng của canxi và người thế nào mới cần dùng. À, tác dụng của canxi thì lúc đầu con có mô tả rất là nhiều tác dụng ở cô chú. Thứ nhất là giúp cho xương chắc khỏe, thứ hai nữa là tham gia vào quá trình đông cầm máu, thứ ba là giúp cho dẫn truyền thần kinh và những cái hoạt động của tế bào não, thứ tư nữa là tham gia vào hệ thống miễn dịch, và thứ năm đó là tham gia vào cái vấn đề là co cơ hay là sự vận động của cơ như là cơ tim hoặc là những cái cơ bắp của chúng ta, được chưa? Còn người thế nào mới cần dùng? Những người mà sau 40 tuổi thì tốt nhất là nên bổ sung canxi. Đó là cái mà tại vì canxi nó cơ thể mình không tự tạo ra được, mà sau 40 tuổi thì cái quá trình hủy xương nó sẽ tăng cao hơn cái quá trình tạo xương, nên thường á, là nó sẽ bắt đầu cái quá trình mất xương từ từ và nhanh hơn. Chúng ta bổ sung canxi để giúp cung cấp đủ cái lượng khoáng chất cho xương và làm chậm nhất cái quá trình mất xương của chúng ta, được chưa chú Hùng? À,
bác sĩ mình chút xíu nha, rất là nhiều comment trong ngày hôm nay đó, nhiều comment rất là comment như gì đó, bác sĩ mình cảm thấy rất là vui nè, tại vì comment những cái ý mà quan trọng á mới là cái mà chính trong những cái buổi livestream mà bác sĩ mình muốn chia sẻ, như vậy các cô bác anh chị sau này sẽ không có quên. À, uống 2 viên là uống buổi chiều, là trước 3 giờ trước 4 giờ chiều á, vậy thường là sẽ uống khoảng 3 giờ 2 giờ và mình vẫn uống được bình thường, sáng 1 viên, chiều một trưa 1 viên, ở chiều 1 viên, thì thường là uống khoảng 2 giờ hoặc 3 giờ. Đặc biệt là canxi vô cơ, canxi hữu cơ thì mình vẫn uống trước 4 giờ chiều, nó vẫn ổn bình thường, không có vấn đề hết á chị, chỉ sợ uống sau 4 giờ chiều thôi. Cô Liên Mai có hỏi uống canxi chung với collagen được không? À, uống được nha cô, canxi uống chung với collagen vẫn được. Nhưng mà cần chú ý chút xíu là cái collagen đó, nếu như mà cái collagen có hàm lượng cái protein hoặc là cái tỷ lệ axit amin nó quá cao á thì nên uống cách ra chút xíu, tại vì nó cái thành phần nó sẽ rất là đậm đặc những cái gọi là những cái hoạt chất trong đó, nên cái việc hấp thu nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đó cô. À, ở đây con thấy rất là nhiều những cái comment, nên nếu mà có sót cái nào thì các cô bác anh chị có thể thông cảm và inbox để con trả lời nha, tại vì nhiều quá con nhìn nó không có rõ, không có hết được á, rất là nhiều comment. À cô, cái này chị Lee Paisley hỏi là Kirtland có canxi và D3, không có thành phần K2. À, đúng rồi, vậy mình uống riêng, có thể là ở những cái tuổi trẻ như là những cái người 30 tuổi á thì mình có thể chỉ cần uống K2 với D3 thôi. Đó, thì có những cái dạng người ta bào chế K2 D3 không để uống kèm vẫn được bình thường. Còn bây giờ nếu mà mình có cái dạng canxi với D3 rồi thì mình bổ sung K2 bằng cách mình uống thêm vitamin K2 bổ sung, là cái mà mình có thể kết hợp. À, bạn anh Trần Kiệt có hỏi canxi ngày 1 lần 2 viên được không bác? 1 lần 2 viên thì thường á, nó sẽ tùy thuộc vào cái hàm lượng canxi mà cái viên đó nó chứa. Nếu như mà cái hàm lượng canxi cho cái viên đó nó chứa mà nó lớn quá, mà anh uống 2 viên thì nó sẽ dễ lắng đọng hơn, nên á, là thường người ta sẽ uống chia làm 2 lần, và có thể uống cách nhau khoảng 4 tới 6 tiếng là được. Ví dụ như sáng mình uống 7 giờ 8 giờ đi thì buổi cỡ 2 giờ chiều hoặc là 3 giờ chiều mình uống cái viên còn lại vẫn được. Còn không thì mình uống buổi sáng 1 viên mình uống duy trì đối với những người trẻ tuổi. À, uống canxi hữu cơ mấy tháng thì ngưng. Thì mình hiểu như là các cô bác anh chị thật sự là canxi cơ thể mình không tự tạo ra được. Nên nếu những cái người nào mà đã có triệu chứng thiếu canxi, đã có xét nghiệm bị hạ canxi hoặc là đã bị loãng xương, thiếu xương, thì con khuyên là mình nên duy trì bổ sung canxi hàng ngày. Tuy nhiên là mình sẽ phải cần thời gian để cho cơ thể mình nó gọi là nó thanh thải. Thì thường là cái liệu trình đó nha, thường cái liệu trình mà cách mà con tư vấn cho các cô chú uống á, là có thể là mình uống 6 tháng mình ngưng 1 tháng, hoặc là mình uống 3 tháng mình ngưng khoảng 2 tuần 3 tuần rồi sau đó mình uống tiếp đó. Nên thường liệu trình tốt nhất là mình phải uống 3 tháng nha, và thường tốt là 3 tháng hoặc là tốt nhất là 6 tháng thì cái đó mới gọi là liệu trình tốt, chứ không phải là mình uống 1 tuần 2 tuần sau 1 tháng cái mình ngưng nha. Nhớ giùm con, cái này mình bổ sung, mình đang bổ sung thì mình cần thời gian để nó hấp thu từ từ để nó bù lại cái lượng nó mất, chứ không thể nào mà mình bổ sung 1 ngày 2 ngày là nó đã bù lại được rồi. Nên chỗ này nhiều cô chú anh chị hay hỏi là sao mà uống vô mà cũng thấy còn đau xương hay gì đó, hay còn chuột rút, thì mình cần thời gian để cho nó bổ sung từ từ, cái cơ thể mình nó hấp thu và bổ sung từ từ, chứ không thể nào mà đột ngột nó tăng cao lên được nha. Nên các cô bác anh chị cứ bình tĩnh và cứ duy trì đều đặn mỗi ngày một ít là được. À, cô Hạnh ơi, con chưa mở phòng khám ở Hồ Chí Minh cô, bây giờ coi để con phòng khám Cần Thơ bắt đầu nó ổn định đi, rồi sau đó để coi tương lai thì có thể là con sẽ mở thành phố Hồ Chí Minh, tại vì con thật sự là con cũng rất là muốn gia đình con lên Sài Gòn để sống đó, nhưng mà do
còn nhỏ quá, con của con còn nhỏ quá nên bây giờ hiện tại cũng đang ở Cần Thơ để tiếp tục. Nhưng mà thật sự đi đi từ Sài Gòn xuống Hồ Cần ở từ Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ nó bây giờ nó rất là dễ, rất là nhiều cô chú từ Sài Gòn xuống Cần Thơ của con để điều trị của Hạnh, đi nó đơn giản, đi nó nhanh, đường lớn lắm mà đi nó không có cảm giác giống như khó khăn như lúc trước nên rất là dễ đi. Đúng, buổi sáng viên tối viên cô ơi, vậy bây giờ cô thay đổi thói quen giùm con nha. Thứ nhất, thứ hai nữa là cô chịu khó là cô đi siêu âm thận giùm con, coi coi là siêu âm bụng để coi coi thận với ruột mình, ủa sao? Thận với túi mật của mình nó có vấn đề gì không, đặc biệt có sỏi không để mình đi giải quyết sớm nha cô. Thường uống canxi buổi tối cái nguy cơ gây sỏi thận nó rất là cao nên cô cần kiểm tra cái này để mình tránh cái nguy cơ đó nha cô. À, chị Trâm Hoàng có hỏi glucosamine omega 3 uống trước 4 giờ không? Là không, không cần. Cái gì đối với đặc biệt là omega 3 thì mình có thể uống sau 4 giờ bình thường, glucosamine cũng vậy, chứ có canxi thì mình chú ý cái điểm này thôi, được chưa? À, cô Sơn Ngọc có hỏi, của này cũng hay nè, chắc nhiều người cũng sẽ quan tâm, canxi có cho người suy thận không? Người suy thận uống canxi bình thường nha cô, và đặc biệt quan trọng người suy thận phải bổ sung canxi hoặc là bổ sung vitamin D3 nữa, tại vì đối với những cái trường hợp suy thận là cái tạo ra cái vitamin D3, cái gọi là chelate calciferol á, nó sẽ bị giảm, cái đó là một trong những cái chức năng của thận. Tuy nên vậy mình phải bổ sung cái vitamin D3, và nếu bổ sung vitamin D3 kèm canxi nó sẽ giúp ngừa cái việc mà bị mất canxi trên những trường hợp suy thận và tránh những cái tình trạng bị mất xương hoặc loãng xương, nên mình vẫn uống canxi bình thường nha cô. À, cô Hiện Phát hỏi mình sử dụng canxi bao lâu, Hiện Ngân thì con trả lời câu này rồi nha cô. À, đã uống canxi và D3 và K2 rồi, uống thêm canxi nano được không? Quá tốt luôn cô, nếu mà cô đã có viên vitamin D3 với K2 rồi, uống thêm canxi nano thì nó quá tốt. Tuy nhiên là nếu được cô nên uống chung một cái thứ mà người ta bào chế á, tại thường khi mà người ta bào chế chung á là hầu như các nhà sản xuất người ta sẽ cố gắng để người ta làm sao tạo cái sự kết hợp trong cái việc bào chế để nó hấp thu được cái viên thuốc đó tốt nhất, so với cái việc là cô uống hai cái dạng thuốc khác nhau thì nó cũng sẽ tốt, tuy nhiên nó sẽ không tốt bằng cái việc một cái viên người ta bào chế, tại vì người ta bào chế người ta đã can giống như người ta đưa đủ cái lượng thành phần và giúp cho cái việc kết hợp một cách tốt nhất đó cô. Thuốc loãng xương uống một tuần một lần uống bao lâu thì ngưng? À, cô uống thuốc loãng xương thường đa số là 6 tháng là mình sẽ đo xương lại, 3 tháng 6 tháng là mình đo xương, và con thấy nhiều cô chú cải thiện rất là tốt nha, nếu mà uống được thuốc loãng xương duy trì kèm với uống canxi và vitamin D3 thì rất là tốt. Rồi sau đó nếu như mà cái tình trạng loãng xương hoặc là tình trạng thiếu xương của mình cải thiện á thì có thể là mình tạm ngưng cái thuốc loãng xương mà mình duy trì cái canxi với vitamin D3, nhưng trước khi mình ngưng thì mình phải làm sao mình kiểm tra lại cái mật độ xương giùm con, chứ không có cái khoảng thời gian chính xác nha cô. Dạ, con cảm ơn cô Đào, chúc cô và gia đình thật là nhiều hạnh phúc nha. À, Nguyễn Hữu Hải, bác sĩ cho em hỏi là thoái hóa khớp háng, thoái hóa khớp háng có uống được canxi hay không? Thoái hóa khớp háng là một trong những cái bệnh lý nó liên quan tới cái việc mà mất lớp sụn ở khớp háng, cũng giống như là cái quá trình lão hóa của xương, thì cái việc trong trường hợp này chúng ta bổ sung những cái thành phần mà giúp hỗ trợ cái quá trình thoái hóa là glucosamine nè, là một trong những cái rất là quan trọng mà em nên bổ sung. Bên cạnh đó canxi thì không biết là hiện tại em đang bao nhiêu tuổi, và cái việc bổ sung canxi đối với những cái bệnh thoái hóa thì thật sự á là nó sẽ cần thiết cho những cái cô chú lớn tuổi đó. Tuy nhiên là nếu như em còn trẻ và cái mật độ xương còn tốt á thì có thể mình cũng chưa cần phải bổ sung canxi đâu nha. À, cô Nhã Lý có hỏi viêm bao khớp gối, tràn dịch khớp gối ít, cho uống thuốc 2 tuần và đầu gối còn sưng, siêu âm thì sụn bình thường, khe khớp bình thường. À, nếu như mà uống thuốc 2 tuần mà đầu gối còn sưng á cô là chắc là phải siêu âm để mình
siêu âm rồi, nhưng mà cô phải chú ý giùm con cái lượng dịch coi như thế nào nha cô. Tại vì á, là đối với những trường hợp gì nè, là mình điều trị 2 tuần rồi có thể mình phải kết hợp với cái việc điều trị những cái máy vật lý trị liệu mà nó giúp làm giảm viêm, giảm sưng hoặc là giảm phù nề, nó sẽ tốt hơn là cái việc chúng ta duy trì thuốc đơn thuần. Tại vì uống thuốc càng nhiều cái nguy cơ tác dụng phụ nó sẽ càng tăng đó cô, mà cái hiệu quả gọi là cái khả năng tự chữa lành nó sẽ ngày càng giảm xuống, nên mình kết hợp những cái liệu pháp khác để mình giúp cải thiện nha. Bên cạnh đó là cái việc mà tiêm huyết tương vào tiểu cầu hay là tế bào vạn năng đi thì nó rất là tốt trong trường hợp này, nhưng mà trước khi tiêm cô phải chắc chắn cô đảm bảo dùm con là phải siêu âm kiểm tra và phải giải quyết cái tình trạng viêm cho nó ở cái mức độ ổn định thì mình mới có thể tiêm vào được. Hoặc những trường hợp nào mà mình có những cái mà kết hợp với máy công nghệ cao rồi thì có thể là mình đánh giá mà mình tiêm luôn thì nó vẫn có thể tiêm được. Tuy nhiên mà luôn luôn phải nhớ dùm con là cái việc mà sử dụng thuốc 2 tuần là nó đã gọi là có thể là chúng ta phải cần đánh giá lại một lần nữa trước khi mà chúng ta có cần dùng thuốc hoặc là có cần can thiệp gì nữa không cô. Cô nên đi khám lại giùm cho bác sĩ Minh nha. À, chị Phạm Vanh, cô Phạm Vanh có hỏi canxi uống với sắt được không? Uống cách nhau thì được á chị, có thể mình uống sắt với canxi cách sau khoảng 1 tới 2 giờ là được nha. Bị chân yếu run run có phải là thiếu canxi không bác? Nó thường á, chân mà bị yếu mà bị run run thì có khả năng nó là một trong những cái dấu hiệu của thiếu canxi. Bên cạnh đó những cái nguyên nhân làm cho cơ chúng ta bị yếu hoặc là làm cho những cái bệnh lý liên quan tới thần kinh nó cũng gây chân yếu run run, ví dụ như những cái trường hợp mà thiếu những cái vitamin nhóm B, những trường hợp mà những cái bệnh lý Parkinson nó cũng sẽ gây ra những cái run tay chân, nên chị nên đi khám để mình bổ sung mà mình coi cái nguyên nhân là gì nha. Nhưng mà nếu như mà trước tiên mình có thể bổ sung cái vitamin nhóm B kèm canxi, vitamin D3, K2, magie trước và mình theo dõi được chưa, trước khi mà mình nghĩ tới những cái bệnh Parkinson, tại Parkinson thường là bệnh ở người lớn tuổi, thoái hóa khớp gối nên bổ sung canxi thường xuyên được không bác? Thì thoái hóa khớp gối là cái những cái thành phần mà chúng ta nên bổ sung glucosamine, omega 3 và canxi. Đặc biệt nếu những cái cô chú ở đây con thấy chắc cô cũng lớn tuổi đó, là chắc chắn nó rất là quan trọng rồi đó cô. Chỉ những người trẻ tuổi thôi mà bị những cái vấn đề giống như nãy, những cái thoái hóa khớp háng như là nãy có em nãy hỏi đó, thì mình có thể mình xem xét là mình bổ sung những cái glucosamine trước, còn canxi thì mình có thể từ từ. Tuy nhiên đối với những cô chú lớn hơn 40, 50 thì mình nên bổ sung canxi luôn, được chưa? Xin hỏi bác sĩ kết quả thiếu xương bổ sung canxi như thế nào? Cô thứ nhất là thiếu xương cô nên bổ sung những cái canxi hữu cơ kết hợp với vitamin D3, vitamin K2, magie, và cô theo dõi giùm cho con, và cứ khoảng cỡ 6 tháng cô có thể đo lại mật độ xương một lần, và nếu mà uống đúng đều đặn và đủ thì con nghĩ là cái tình trạng thiếu xương của cô nó sẽ không diễn tiến nặng hơn. Không chắc là nó sẽ cải thiện lên nhiều nha, tuy nhiên là nó sẽ không nặng hơn, tức là từ thiếu xương chuyển qua loãng xương đó nó sẽ không xảy ra những cái tình trạng đó, một trong những cái rất là quan trọng. Sắp mổ polyp, cô Hạnh có hỏi là sắp mổ polyp mũi có cần tránh uống các loại thuốc nào không? Omega 3, glucosamine, canxi thì cái này cô vẫn uống bình thường đó cô, không cần phải tránh bất cứ cái nào hết trơn nha cô. Những cái loại này cô vẫn uống bình thường nha cô Hạnh. Và cô mổ polyp mũi á, thì coi giống như con không biết là cô hay là ai nha, nhưng nếu mà cô thì con rất là mong là cô cùng mổ thuận lợi và có thể là sớm hồi phục nha cô. Loãng xương tiền mãn kinh. Đây, cô Hồng Lưu có hỏi là loãng xương tiền mãn kinh thì uống canxi một đợt bao nhiêu tháng và một năm nên dùng mấy đợt? Ở cái tuổi tiền mãn kinh mà là cái thời điểm mà nó mất cái mật độ xương á, cái gọi là cái sự mất xương á, cái phần trăm lớn nhất ở trong những cái năm mà tiền mãn kinh, nên trong thời điểm này cái việc bổ sung canxi nó cực kỳ quan trọng. Và nếu mà cô Hồng Lưu hỏi được câu này thì rất là chúc mừng cô là cô đã phát hiện, tức là cô quan tâm tới sức khỏe của mình, và cô nên bổ sung canxi duy trì đều đặn giùm cho con, và có thể uống một cái liệu trình 3 tới 6 tháng, mình ngưng một tháng, tốt 6 tháng đi mình ngưng một tháng. Đó là một trong những cái mà nó sẽ giúp rất là nhiều, tránh cái tình trạng vào cái giai đoạn mãn kinh cô bị mất xương, cô bị thiếu xương hay bị loãng xương, thì cái thời điểm tiền mãn kinh bổ sung canxi nó rất cực kỳ quan trọng và nó sẽ giúp ích rất là nhiều về sau cho cô á.
loãng xương cần dùng loại canxi nào? Loãng xương thì cần dùng cái canxi, cần dùng cái thuốc chống loãng xương là quan trọng nhất nha chị Song Hương. Thuốc chống loãng xương là cái đầu tiên quan trọng nhất, còn canxi mình sẽ bổ sung những cái canxi mà hữu cơ giống như nãy giờ bác sĩ Minh chia sẻ, kèm với vitamin D3 và K2 nha. À, thiếu canxi mình phải làm xét nghiệm nào? Cô Bình Yên có hỏi. Đầu tiên á cô là mình phải đo mật độ xương, tại vì á, là cái canxi trong máu nó chỉ chiếm 1% thôi cô. Mật độ xương với gan là nó chiếm tới 99% ở trong đó, nên mình phải đo mật độ xương. Và những cái trường hợp mà gan chúng ta bị yếu, gan chúng ta dễ bị gãy, hoặc là móng tay móng chân dễ bị gãy là những cái trường hợp biểu hiện của thiếu canxi. Mà những cái canxi đó thì mình đo mình sẽ không thể xét nghiệm mà mình thấy đâu cô, nên á, là đo loãng xương là cái đầu tiên, rồi sau đó mình xét nghiệm canxi máu. Được chưa? Cô có thể làm hai cái xét nghiệm này để mình tầm soát nha. Rồi, à, cũng 1 tiếng 20 phút hôm nay, hôm qua đi bên nay là hầu như gần đây hầu như bác sĩ Minh đều chia sẻ hơn 1 tiếng không à. Thì bây giờ bác sĩ Minh cũng trả lời xong những cái câu hỏi của các cô bác anh chị rồi. Thì rất là mong là sau cái buổi livestream này sẽ có được nhiều cô bác anh chị có cách mà mình sử dụng đúng canxi, biết cách mà mình uống đúng canxi thời điểm nào và chọn lựa những cái canxi phù hợp nha. Và cũng không quên chúc mừng hai cái cô chú may mắn, hai cô may mắn đó là cô Nguyên Kim và cô Võ Tiết Nay, là inbox cho con nha, để con có thể gửi những cái hộp canxi mà giúp cho cô uống mà để cải thiện được cái tình trạng về giúp bổ sung canxi cho mình đó. Thì bây giờ chắc bác sĩ Minh xin phép kết thúc cái buổi livestream ở đây, và hẹn gặp lại vào các cô bác anh chị vào ngày thứ năm nha. Mình sẽ livestream theo lịch là thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Ngày thứ năm bác sĩ Minh sẽ livestream và tiếp tục chia sẻ một trong những cái chủ đề mà nó cũng quan trọng, được chưa? Rồi, giờ cũng 9 giờ rưỡi, chúc các cô bác anh chị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào cái buổi livestream ngày thứ năm nha.